Kính chào quý vị và các bạn. Tây Nguyên, thời tiết trong một tuần tới vẫn duy trì trạng thái nắng nhiều, mưa rông chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối. Còn ở miền Trung thì cần lưu ý tới tình trạng sương mù vẫn sẽ còn tiếp diễn ở nửa phía Bắc vào sáng sớm. Ngày hôm nay thì sương mù sẽ xuất hiện vào buổi sáng sớm ở khu vực Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế. Thậm chí là tại Thanh Hóa thì có thể kèm theo cả mưa nhỏ và mưa phùn. Quý vị nếu có lái xe vào lúc sáng sớm thì chú ý quan sát để có thể đảm bảo an toàn. Đến trưa chiều thì sương tan dần. Các thành phố Vinh, Đồng Hới và Huế trời chuyển nắng, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn ở nửa phía nam từ Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết thì trời nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Tại Thanh Hóa thì có 2 ngày là trời có mưa, ngày hôm nay thì có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sớm, còn ngày thứ bảy thì khả năng có mưa kéo dài, mưa rào kèm dông. Còn tại các ngày khác thì trời đều có nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay thì trưa chiều nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa và Buôn Ma Thuột đều trên 32 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng nóng xảy ra cục bộ tại Biên Hòa. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Về chiều tối, một số nơi ở Tây Nguyên cần đề phòng với mưa dông nhiệt. Thành phố Đà Lạt là một trong những nơi dễ có mưa nhất về chiều tối trong ngày hôm nay và cả 6 ngày sau đó. Vì vậy quý vị nên ưu tiên các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng cho tới 2 giờ chiều, bởi vì lúc này là lúc thời trời có nắng, không khí ở vùng cao nguyên thì cũng rất dễ chịu, nhiệt độ ban ngày sẽ không vượt quá 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ sẽ cao hơn hẳn so với Đà Lạt trong cả 7 ngày tới, nhiệt độ đều cao phổ biến từ 33 đến 34 độ, thậm chí có 2 ngày trời nắng nóng từ 35 đến 36 độ. Buổi tối sẽ là lúc thích hợp để quý vị khám phá thành phố. Thời tiết mát mẻ không nóng như là ban ngày với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Thưa quý vị, tình trạng nhiều mây có mưa ẩm và sương mù vào đêm và sáng vẫn sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho đến ngày 14 tháng 4 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Vì thế mà thời tiết nồm ẩm vẫn còn tiếp diễn. Còn về nền nhiệt độ thì dự báo trong 2 ngày tới mức nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng là từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn với khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do chịu ảnh hưởng chính của vùng áp thấp phía Tây nên về đêm và sáng thì chỉ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên có nắng sớm lên, nhiệt độ có thể lên đến ngưỡng từ 33 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo xa hơn, từ khoảng chiều tối đêm ngày 14 sang đến ngày 15 tháng 4, một khối khí lạnh mới ở phía Bắc sẽ tăng cường xuống nước ta, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực Bắc Cục Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, khả năng cao sẽ xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông nên người dân cần đề phòng.